Rồi, em Di Cá chào tất cả anh em ha. Thì chiều hôm nay thì em cũng có lên cho anh em ít máy tham khảo thôi anh em nha. Thì cũng máy bình thường thôi, bạn máy cũng máy cỏ này thôi anh em. Đó, máy thông dụng. Nó lại mớ bánh xe này nè. Bánh xe màu trắng trắng GD của Hàn Quốc anh em ơi. Đấy. Thì mớ bánh xe GD của Hàn Quốc nó lại mớ đây, đấy. Mớ đây hàng ngày qua đi rồi anh em. Nó nhiều lắm. Đấy. Rồi cái này thì em giới thiệu luôn, thì tất cả máy bên em thì trong cái video ngày hôm nay toàn bộ nó đều sử dụng điện 100V nha. Tất cả luôn là toàn bộ sử dụng điện 100V và hàng bên em thì toàn bộ là em bao ship hết luôn nha. Đấy, tất cả hàng bên em thì toàn bộ là em bao ship hết 100% luôn. Giá thì một chút xíu nữa em sẽ ghi lên trên máy. Đó. Mã số ở phía trước, giá ở phía sau, anh em nhìn kỹ. Xong rồi gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo cái mã số ghi lên trên máy nha. Rồi khi mà chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng là 100k trở lên. Thì theo có muốn hàng nặng anh nhẹ, anh em đặt bao nhiêu đơn nữa anh em nhá. Đó, thì nói chung là mà đơn 1 triệu thì cọc 30%, đó là cọc 300, còn lại sẽ gửi về đến nhà. Khi mà anh em nhận hàng anh em vui lòng khui thùng ra kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Ví dụ như những con máy này thật sự rất là dễ bởi anh em nha. Đó, nó bằng nhôm á, nó thân nhôm toàn bộ, toàn nhôm với lại nhựa không. Đó, cái góc này bằng nhựa, chiếu bằng nhôm. Thì toàn bộ nó là như vậy thì nó rất là dễ bởi anh em nha. Thì anh em vui lòng khui thùng kiểm tra giùm em, kiểm tra trước khi nhận nha. Nhận xong rồi shipper đi là em không có chịu trách nhiệm đâu anh em ha. Đấy. Rồi, nếu mà nó bởi vỡ gì đó thì em sẽ lui hàng về, hoặc là em bù tiền cho anh em. Nếu anh em không đồng ý thì em lui hàng về thôi. Đấy, thì anh em lưu ý cho kỹ em phần đó thôi. Rồi, bây giờ em xin nhắc lại là toàn bộ sử dụng điện 100V anh em nha. Và hàng trong này thì có con chạy ngon lành, con bình thường và cái con chạy không bình thường. Đó, thì cái giá nó cũng giá bình thường và coi như không bình thường luôn anh em ạ. Đó. Thì nó là như vậy anh em nhá. Tùy theo cái mức độ mà con máy nó chạy như thế nào thôi là cái giá đi theo, đi kèm theo luôn. Và đủ thiếu phụ tùng hoặc là con bởi nắp bởi vỡ gì đó. Đấy, tầm lum hết, một lát em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, bây giờ tiếp tục là vô thôi anh em ơi. Rồi, mã đầu tiên vô khởi động nhẹ nhẹ cái đi anh em. Đó, máy còn nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi anh em ơi. Này không chạy anh em nha, một con nè. Còn có gì nữa? hai con chạy, ba con không chạy luôn anh em nha. Ba con này không chạy luôn. Đấy. Rồi, ba con không chạy, David mini thôi anh em nha. Đó. Thử con nó thử coi. Rồi, ba con này không chạy. Rồi, bán xác luôn anh em về dọn lại nha. Mấy con này em không có dọn đâu. Rồi, ba con mã 563 130k bao ship. Anh em về dọn nha, ba con. Rồi, 564. Con này chạy anh em nha, đó. Hai cái. Một. Đấy, nó có cách trượt trên này nha, hai con. Rồi, con này không có dây luôn, đó, ba con này không có dây không test được. Rồi, 564. Rồi, ba con này 180k bao ship về đến nhà cho anh em nha. Ba con 180 bao ship luôn. Đó, 564. Rồi, 565. Con này chạy nữa mà. Một con. Hai con. Đấy. Ba con này đều chạy luôn. Đó. Ba con này nắp hơi hở nha. Đó, vẫn còn dặn nè. Dạ mà không thấy nó không cấp trường nó như không à. Đó. Rồi, ba con này 565 230k luôn. Đó, 565 230 luôn. Cái đồng mấy con nhỏ nhỏ thôi anh em ơi. Chỗ này. Này bán lô anh em nha. Đó, bán lô. Mấy này mấy hàng nhỏ nhỏ bán lô.
Rồi, một con không có dây điện nè. Hai con không có nè. Ba con không có dây điện nha. Ba con đầu kẹp 10 ly, 6 ly gì đó. Rồi, một con không chạy luôn. Đó. Mất cái nắp trên anh em ơi. Vẫn chạy bình thường. Đó, nhưng mà mất cái nắp trên rồi. Rồi hai con này chạy. Con này không chạy. 2 3 con không dây. Đó. Là tổng cộng 2 4 6 con anh em nha, 7 con. 7 con. Đúng rồi. Có hai con này chạy nè, có một con mất nắp nữa. 6 con. 7. Và 6 con, 6 con anh em à, 6 con. Năm 6 566. Rồi, 300k bao ship luôn anh em nha. Thì cái loại này nó là 70W thôi. Đó, nó chỉ có 70W thôi anh em nha. Đây nè, con này 100W nè. Từ 70 đến 100 thôi anh em nha. Nó không có, nó không có watt mạnh đâu. Đấy, máy này xài gia đình thôi. Đấy. Rồi, 566 300k 6 con. Rồi, 567. Con này kẹt công tắc rồi, một con. Đó, kẹt công tắc nha. Đầu nó cũng bị bắt đầu con rồi. Hai con. Ok luôn. Con này công suất lớn nè. 220W. Không chạy luôn em ơi. Đó. Con này không chạy nha. Rồi có hai con này chạy thôi. Hai con chạy. Một con không chạy. Ba con không dây. Đấy. Con này bị ăn cái đinh vô luôn rồi. Con lắc đốc cơ này. Đấy. Rồi, tổng cộng là 567. Rồi lô này 270 em nha, 270k luôn đó. 567 270 luôn. Rồi 568. Đánh đi ra. Con này khỏe nè anh em ơi, 200W nè. Điều đảo chiều không được nè. Đảo chiều cứng nè. 200W nha. Mấy cái này thì anh em giờ dọn lại ha. Con này con kẹt nè, hai con nè. Bị kẹt. Rồi, ba con. Đó, con này cũng không chạy luôn. Rồi, ba con này không dây. Đấy. Có con 200W này chạy là ok anh em nha. Đó. Rồi, ok luôn. Rồi. 3 6 con. 6 con. 6 con này 280k luôn anh em nha. Đó. 568 280 luôn. Rồi, 569. Con này thì hàng của Trung Xuất mình nha. Hàng Bắc, hàng Trung Xuất. Đấy. Con này lưỡi 145. Đó. Lưỡi 145 700W. Lưỡi cũng đẹp luôn em. Đó, lưỡi cũng đẹp luôn nha. Chạy cũng ok luôn. Rồi, con này tính anh em 150 đi. Lưỡi nhỏ lắm. Nói chung là xài ok. Xài gia đình cắt máy nhẹ nhẹ thôi anh em. Công suất nó cũng nhỏ luôn. Rồi 569 150 luôn. Rồi con này 570 lưỡi 190 nha. Rồi lưỡi 190 con này Makita 190 1050W dây điện dài nha các bạn. Đây dây điện dài. Đới bằng nhôm. Lưỡi hợp kim thì ok luôn nè. Cũng gãy anh em, lưỡi xấu rồi. Đây, gãy mấy răng nè. Đó, gãy nhiều á. Khúc cho đó là gãy mấy răng rồi. Đây mình gãy nè. Đấy. Rồi, lưỡi anh em giờ xài tạm không thay cũng được anh em nha. Rồi con này 250 luôn. 250k luôn, 570 250 luôn. Rồi 571.
có lưỡi không? Con này không có lưỡi anh em nha, con này không có lưỡi. Rồi, 571. Con này không có lưỡi, gãy cái tay ngay đây luôn. Con này này như lưỡi 190 sao? Không có thấy luôn mình. Rồi, 571. Con này 250 đi anh em ơi. Đó, chạy thắng thiết ok luôn. Nay giờ bỏ lưỡi vô nha. Con này hình như lưỡi tầm khoảng 180 nè. 189 gì đó. Có tem nữa. Đưa cái thước ăn. Tôi kéo rồi. Con này lưỡi tầm 160 thôi anh em. 16 nha. 165 ạ. Rồi ta đeo con 177 à thì ta 165 thôi. Đấy. Rồi, máy to sát lớp 571 250 luôn. 570. Giờ đi. Này anh em về vô. Bị mẻ miếng ở đây nè. Đồ lại nha. Đấy. Miếng này nè. Chạy ok luôn đó. Lưỡi 160. Đèn đuốc hai cái đã có đầy đủ luôn em ơi. Nhưng mà tiếc cái là nó bị gãy ngay nè. Đấy. Cái gạt lên xuống nè. Đó, đới nhôm đời mới luôn. Lưỡi 165. 1140W. Rồi. Con này. Tính nha nè, nó gãy gãy tính em ơi. Gãy thì 200 đi anh em ơi. Đó. 572 200k luôn nha. 572 200. Rồi 573. Anh em giờ tháo ra ráp lại một cái lưỡi này nha. Một cái lưỡi nó bị vinh rồi nè. Đó. Cái lưỡi này nè. Đó. Nó không có đều á, cho nên khi em bóp máy á, là cái khúc đầu nó hơi rung tí xíu là em biết là cái lưỡi nó bị ấy rồi. Đấy, cái lưỡi nó không đều. Đó. Con này lưỡi không đều, anh em giờ tháo ra ráp vô lại anh em nha. Rồi, con này thì nó có thắng. Anh em giờ dọn lại vệ sinh lại luôn. Đấy. Thì video quay xa là về y vậy luôn anh em nha. Thì con này con anh em tháo ra ráp vô, bình thường nó 3,5 anh em ơi. Đó, rồi vệ sinh luôn 573 300 luôn. Rồi 574. Rồi 574 con này chạy thì ok rồi. Rồi lưỡi thì không mẻ nè nha. Đó, lưỡi không mẻ luôn. Đấy. Hitachi. Con này 1040W, đấy, điện 100V. Đây. Dây điện nha em. 574 thì con này hơi 66 tính 370 nha. Đó. 370k, 574 370 luôn. Bao ship rồi anh em ơi. Rồi, con này bỏ ra đi em ơi, lấy kiếm cái nắp con máy nào bỏ ra vô cho đầy đủ. Rồi, tiếp tục 570 75. Con này thì nó là bào 82 1900 580W. Rồi nó hơi chết nước nước ngay cái miếng này nè, đây là nó cái nắp nhựa. Đây. Nó hơi dơ thôi, anh em giờ vệ sinh làm lại nha. Rồi, lưỡi không mẻ nha. Rồi 575, cái này 300k nên nha, 575 300 luôn.
rồi 576. Rồi xin ra qua A90. Chạy ok anh em nha. Đó, dây điện đây. Dây điện đấu anh em nha, đấu dây điện đấu đây. Đó. Con này A90 900W, 576 300k. Anh em giờ vệ sinh thêm qua là xích làm xích đồ rồi cho nó đẹp anh em nha. Đấy, 576 con này 300 luôn. Rồi 577 con này con hàng của Trung Xuất nha. Rồi 577 con này hàng xin cô làm xích cột ok luôn em nha. Rồi con này 577 260 đi anh em ơi. Đó. Bao ship anh em nha. Đó. 577 260 luôn rồi. Mất tem rồi anh em, không thấy công suất nha. Rồi. Rồi 578. Con này nó có bọc luôn. Hơi có lửa tí xíu xíu thôi anh em ơi. Thì con này hình như nó 750W thôi anh em nha. Nè à, đúng rồi chính xác luôn, 750W xài gia đình thôi. Rồi con này Ryobi. Đây anh em. Rồi con này 2578. Con này hồi hình nó cũng không có được đẹp cho lắm, 250 đi. Đấy. 578 250k anh em nha. Rồi đi. Rồi 579. 579 là một con Toshiba Shibura. Hơi có lửa tí xíu, bóp sáng lắc hết luôn. Rồi Toshiba Shibura. Rồi con này 270 anh em nha. Đó. 579 270 dây điện đấu này, đấu dây Makita. Đây, đó, máy Toshiba. Rồi ok anh em nha, Toshiba làm dài 30. Con này nó là 900W luôn. Rồi 579 270 luôn. Con này nó không chạy đâu. Con này nó không chạy đâu anh em. VB. Con này có búa anh em nha. Đó. Rồi, hai con luôn em ơi. Con này không chạy nha. Ruby này có đảo chiều nè, nó không chạy. Con này có điều tốc, có đảo chiều luôn. Anh này lắp bóp cơ 450W. 580 250 cặp này luôn em nha. Một con xài, con này dọn anh em ơi. Rồi 580 250 luôn. Bột Ruby luôn. Con này nó có búa này nha, hả mình đây nè. Giờ vệ sinh cái đầu sơ qua nha, đầu đẹp nè. Đấy, đầu 13 ly, con này đầu đẹp. Giờ vệ sinh sơ qua thôi. Con này vặn cái tay nắm cho nó. Đấy. Rồi 581. Cái này 230k luôn em ơi, 230 luôn, 581 230 luôn. 582 con này bú luôn. Rồi đầu 13 luôn. Rồi xin là cái đầu luôn em nha. Đầu con này đầu chép tới cũng đẹp luôn. Con này nó là 380W. Đấy. Đây. Nó có bóng băng keo ở đây anh em, giờ làm lại khúc ngay này anh em nha. Đó. Dây điện thì nó đấu vô dây rất dài. Đấy. Rồi. 582 con này tính anh em 230k luôn. 582 230 luôn.
Rồi con này chạy ok luôn, 360W luôn anh nha. Con này 583 360W đầu 1/2. Ok luôn nè. Đấy. 583 thì con này 380k đi anh em ơi. Đó, con này về xài luôn nè, đồng 1/2. Chạy ok luôn anh em nha. Bao ship rồi anh em nha, 583 380 luôn. Rồi con này chạy ok luôn anh em ơi. Con Hitachi desktop. Con này nó 180W luôn. Rồi cái con này thì 170 anh em nha. Đó 170 đi. Đó, Hitachi, con này về là xài anh em ơi. Bỏ cái lưỡi bỏ quên miếng kẹp nhám đi. Đó. Kẹp nhám. Rồi, 584 170k. Rồi 585 con này 140 đây nè. Em về dọn nha. Đó. Lửa củi thì em quay anh em cũng thấy rồi đó. Thôi có một tí xíu nha. Một con trà nhám vuông. Rồi đen thui luôn. Con này hình như của gì đây? Nó có 100 quá thôi anh em ơi. Không thấy của con tem của thằng nào luôn. Đó. Rồi 585 140 luôn. Rồi 586. Bắn dư pháo bông luôn em. Đây nè. Này giờ vệ sinh cái đầu lại nha anh em nha. Em cầm cái đầu cầm không nổi. Rồi. 586. Con này tính cho anh em 103. Anh em về dọn nha. Đó. Đây nè, nó có con dây điện ok nè, đấu con dây điện cũng dài lắm anh em ơi. Đấy, rồi 586 130 luôn. Rồi 587. Rồi con này chạy thì chạy rồi đó, nhưng mà nó hơi kêu kêu anh em nha. Hả? Đảo chiều có, đầu kẹp đầu nhỏ thôi. Đầu này 10 ly thôi, đó, 130k luôn. Đấy. Anh em về dọn nha, 587 130 luôn. Rồi, 588. Test cái tóc thử. Rồi 588. Này có nút điều tốc có như không luôn nè, 200k nha. Đó, có như không luôn, 390W. Con này nó 390W anh em ơi. Có nút điều tốc anh em giờ chỉnh được thì chỉnh nha. Đó, còn cái này nếu có điều tốc thì 200 mấy luôn. Này 200k anh em nha, 588. Rồi 589. Cái này 500W, con này bao khỏe luôn nè. Rồi, con này có đỡ lưỡi, con này nó không có điều tóc nhưng mà nó có tóc nhanh, tóc chậm anh em nha. Đó, con này bao khỏe luôn, 500W luôn nè. Rồi con này 250k luôn. Đó, 589 250 luôn. Rồi 590. Rồi em này 200 luôn em nha, 590 200k luôn dành cho em nó luôn. Con này 380W, giờ vệ sinh thêm ra xài anh em nha. Chứ còn nó thì chạy ok rồi đó, nó không có bị vấn đề gì hết. Đấy, 590 200k luôn. Rồi 591. 150 bao ship anh em ạ. Thì con này con cư lộng này nó có đỡ lưỡi thôi, không có điều tóc VIP. Nó là 220W chứ không phải là 220V anh em nha. Anh em nghe kỹ giùm em, đây là 220W.
Đấy, điện 100V. Đấy. Rồi 591 150 luôn. Có đèn. Này. Này cư lỏng anh em nha. Này cửa lỏng á, không phải là cửa kiếm đâu. Đây, đấy, cửa lỏng anh em nha, không phải cửa kiếm đâu, anh em đừng có nhìn kỹ kỹ đó. Hồi xưa em mới ra người em bán em cũng tưởng là cửa kiếm, em đọc cửa kiếm biết. Mấy ông anh không coi, coi chửi biết là giờ kinh nghiệm mới biết. Cái đầu là đầu cửa lỏng ấy. Hơi có lửa đây nè. Hơi có lửa chút xíu xíu nha. Có điều tắt nè. Mai da băng luôn anh em, tem này là tem nồi luôn. Đấy. Rồi 592 có điều tóc rồi, có cái lưỡi khuyến mãi cho anh em luôn, lưỡi mới luôn anh em. 250 nha. Rồi 592 250. 593. Rồi 593. Con này nẹt lửa nè anh em. Nên giờ dọn nha, con này nó có lửa. Đây rồi, con này 593 nhỏ nhỏ xinh xinh 200 anh em nha. 593 nhỏ nhỏ xinh xinh 200k. Rồi 594, con này phay 6 ly, cái này nó hơi tét tét, cử cái này miếng anh em đó. Đây. Hơi tét tí xíu nha. Có mũi luôn, phay 6 ly. Anh này anh chạy cũng chập chờn lắm anh em nha, nè con này nó chạy nó cũng có hơi chập chờn đây nè đó, cái lúc mạnh lúc nhẹ mà thang thì nó chỉ có 1-2 tua, 1-2 tia thôi đấy. Rồi anh em về dọn thêm anh em nha. Rồi 350 luôn đó. 594 350 Makita phay 6 ly 380W. Rồi 594 350 luôn. Rồi 595, con này dây điện thì bao dài luôn em, có mẻ miếng ở đây điều tắt. Cây cây em thổi phát bay. Con này hơi khỏe nên nha, con này có điều tóc, con này nó 600W á, đúng chính xác 600W. Dây điện thì dài, điều nó có hơi mẻ miếng ở đây. Rồi anh em giờ bỏ ống bình minh vô nó cho dài cái đầu ra anh em đó. Vừa con này khúc đây, khỏi đây 200k luôn. 596. Rồi con cá mập này đầu 13 nha, đầu 13 nha anh em, giờ vệ sinh lại cái đầu nha. Đấy, đầu răng cụ còn đầy đủ nè. Đấy, vệ sinh lại cái đầu tí xíu nè em ơi. Đấy, con cá mập này đó, đầy đủ ba tay chạy ok luôn, giờ vệ sinh cái đầu thêm anh em nha. Rồi con này tính anh em 430k đi. Đấy, 596 430 anh em nha.
Rồi, con này thì cái đầu này đầu 16 mà nó bị hư cái đầu rồi. Đó. Hư cái đầu rồi anh em ơi. Đó, đừng bỏ cái đầu 13 vô đây. Đây, anh em giờ đục đầu ra bỏ cái đầu vô anh em. Đầu này con đầu 13 này anh em. Đó, ra vô bình thường nha. Đó. Rồi, nguyên bộ của nó anh em ơi. Cái đầu này bị hư rồi. Phát phát là do ra luôn. Rồi, 400 hai cái. Cái đầu này theo anh em nha, theo máy luôn nha. Đây nè. Còn cái đầu 13 nào em? Chưa. Đầu này thì nó hơi xét xét thôi, nhưng mà răng thì nó còn ok nè. Còn chiếc máy anh em hai đầu luôn á, chơi luôn á. 597 400 đi, giờ thay được đầu nào đi thay nha. Nhìn em ngứa máu quá. Dán lại em, dán lại. Giờ anh em thay được cái đầu nào anh em thay. Con này sao nó chạy. Ủa, mất cái thang rồi. Con này sao mất thang rồi. Con này bữa em quay 600.000 sao giờ em để ra hoài sao bây giờ nãy còn cái tem sao giờ mất luôn cầm thang luôn rồi. Bỏ cầm thang nó vô em. Bữa quay 600.000 con đó, con cắt á. 598. Rồi 598. Đứa nào nó đi ăn trộm cái cặp thang của em thôi. Không, mũi 19 em. 7 đúng không? Rồi con này được 17 ly anh em nha. Chạy nó ok rồi đó, không có tí xíu siêu lửa thôi. Đấy, điện 100V HR3520 được 17 ly, 1050W. Đó. 17. Đây. Mũi này ngắn rồi nha, mũi ngắn rồi kiếm mũi dài đi, mũi ngắn là không đụng tới. Nó cái đôi khi nó có nhiều cái mũi mà ngà bỏ vô nó ngắn quá, nó không đụng được cái búa anh em, là nó không giọng luôn anh em ơi. Đó, nó giọng nè anh em nha, nhưng mà mũi cũng chưa phải luôn. Mũi dài mũi ngắn tùy theo máy nữa. Đây. Chưa bóc lên đâu. Đây anh em nè. Nó bú nó giọng anh em nha. Giọng. Đưa cái tuýt vô đây giọng bật lên. Đưa đi vô giọng. Đó, nó giọng nó cũng giọng yếu lắm. Đấy. Ok luôn. Hôm nay em ngồi em tranh rồi em test hơi kỹ cho anh em luôn á. Rồi con này nó là đục 17 ly, một máy thôi nha, không có mũi nha. Đấy, 400 luôn. Nó bị mất cái dòng sắt bên ngoài á. Đây, cái dòng này nè. Đây. Cái dòng này đây nha, bị mất cái dòng này nè. Đấy, rồi 400k con này luôn. 598 ra đi. Rồi 599. Không có lửa luôn.
Cú giọng được anh em đi. Giọng ok luôn á, nhưng mà nó không có đầu này. Thì mất một cái đầu anh em. Đó, cái đầu là lục giác của 0810 nè. HM0810 nha, mất cái đầu. Đấy, đục ok luôn, máy chạy cũng ok luôn. Đó, 599 con này. Tính cho anh em là 480 nha. Đó, 0810 nó hơi đắt tiền so hơn những con kia. Đấy, rồi 599 480k luôn. Rồi mã 600. Rồi mã 600 con này. Đục 17 ly. Mấy con này là xài chuyên dụng là mũi dài nè. Đó, cái này là nó đã gắn lên không được rồi nào mà. Đây nè. Phải mũi thiệt dài nha. Đó. Mũi thiệt dài luôn. Đó. Không, cái như cái cây này không phải là cây của nó đâu anh em ơi. Cây này không phải cây của nó luôn nè. Đó. Bú thì giọng được anh em nha. Đấy, bú thì giọng ok rồi đó. VB đục 17 ly, bú giọng thì ok rồi. Nhưng mà cây này không phải là cây của nó anh em nha. Đó, cái cây này không phải cây của nó đâu, nhìn thấy nè. Nó không có giống gà giống vịt gì hết. Đấy. Đục thì đục ok đó. Rồi, có tay nắm luôn, 500 mã 600. Rồi, tính con này cho anh em là 400k luôn anh em nha. Bao ship về đến nhà cho anh em luôn. Này, dây điện thì cũng rất là dài. Đấy, riêng pin đục 17 ly. Rồi, ok luôn. Rồi HM0821. Máy thôi anh em nha, không có mũi anh em nha. Em gọt hết mũi rồi. Không có bỏ mũi vô được. Đó, 601. Con này mất cái miếng cao su ở đây, nhưng mà bù lại có tay nắm anh em nha. Đó, đầy đủ bú giọng ok luôn. Rồi tính con này 430k đi anh em ơi. 601 430 luôn. Rồi hết mấy đục rồi. Đó. Còn mấy thùng này nữa đi vô hết anh em ơi. Đây, cắt ống anh em ơi. Này cắt ống vuông nè, bữa mình quay còn mấy thùng nè anh em ơi. Đấy. Con này thùng này đẹp nè anh em. Đấy. Một cái. Với lại hai bộ lê ống này anh em. Lê ống 20-16. Em không biết xài anh em ơi. Nó chỉ là như vậy, em quay lên như vậy thôi. Sao lại ha? Còn một tay thôi. 602 100. Rồi 603. Này còn hai tay nè anh em. Này đẹp nha. Đó. Đây. Này cắt ống tròn. Lưỡi dao ok ha. Đấy. Rồi. Cái này 32 25 32 25 đấy. Có 130k thôi anh em ơi. Rồi, 603 130. 604 130 hai tay còn đầy đủ đây. Đó. Này ok anh em nha. Đấy. Rồi. Này 2532 luôn. Đấy, 2532. Nói chung là anh em giờ nhìn biết xài chứ em không biết xài em chịu quá. 604 130 luôn. Rồi 605, thầy này hơi cũ hơn tí xíu. Đấy. Dao này nó cũng hơi mềm mềm tí xíu anh em nha. Đó. Ok, này chọn rồi 100k luôn. 605 100. Rồi, dưới cá anh em nha. Đó, rồi. 605. Rồi, giờ qua bánh xe đi anh em. Rồi 606. Rồi. Để hết bánh xe vô đây. 606. Lâu quá không bán bánh xe nè anh em ơi. Và lâu nay em cũng không có nhập bánh xe luôn.
Đó, em mà nhập bánh xe giờ lại quay lên cho anh em rồi. Đấy, bánh xe bán thì bao chạy luôn. Ủa mấy cái này mấy đứa bóc bị lộn rồi em. Mấy đứa em phân lộn rồi. Nè. Còn cái mặt này đâu? Lộn rồi, bỏ ra em. Rồi bỏ vô. Phân lại cái lô đó. Cái này bỏ lên. Đây. Để đo cái này anh em nha, nó là có cái thước nào rõ rõ không mấy đứa. Đây 9 cm, đây con 9 cm anh em nha. Đó, đo đại bánh bếp với bánh này em không có, lâu lâu có bán một lần em không có rành anh em, em phải đo cho kỹ. 9 cm nè, hình vuông anh em nha, 9 cm luôn. Cái này cũng này 9.1 ta. Hai bánh đời hai đời khác nhau nè em. Nó là GD 80. Hình như mấy đứa bỏ lộn rồi. Đây cũng GD 80 luôn em nha, đó. Nó cũng GD 80 à. Đây GD 80. Đấy. Ford Master GD 80 luôn, đấy. Đúng rồi, 9 cm nè. Bánh này 9 cm. Chín không? Cái này lại 91 ta. Không được. Làm như là mấy anh thợ sắt, mấy anh thợ sắt mà đem về là làm xong cái tủ là bỏ bánh xe vô rối xơi luôn á. Này lựa lại em. Bánh xe lựa lại. Đổ ra mấy cái kia anh coi thử anh. Mấy đứa nhỏ em nó lựa nó chưa chuẩn được anh em. Đó. Đo phải cho chuẩn luôn. Chứ về mấy anh em làm chỉ cần lệch pha phát mất công. Lại dỡ việc ra. Này 94. Này 94 luôn. Đấy, nó cũng. Ủa, ai bỏ lộn. Hồi nãy đứa nào bỏ lộn vậy? Hồi nãy anh chỉ rồi mà. Đã ký cặp 94 thử anh. Bỏ hết ra đây anh coi thử coi. Cặp này là yên. Anh em từ từ đợi em tí xíu nha. Để em coi mấy đứa nhỏ em nó bỏ lộn rồi anh em ơi. Đây là GD 100 nè. Bỏ hết ra đi. GD 100, bỏ hết rồi bỏ kia ra cho anh này. Đó, GD 100. Facebook mất chai gì á, anh đi kem được. Này là Master nè. Master chai. Master. GD 100. Vậy được. Facebook Master. Bánh này bánh Hàn Quốc anh em nha. GD 100, cái này GD 100. Thôi, thôi, bánh xe bỏ ra lại. Bỏ hết ra. Đo lại ngày mai quay tiếp quay lại anh em nhé. Đo cái chất trùng đùng cùng bộ đó đâu đâu và đó đàng hoàng chứ không có như thế này được. Đó. Một chim cũng phải chính xác. Đó. Rồi. Mấy lớn. Nào quay mấy lớn anh em nha. Giờ quay mấy lớn nha. Rồi đây anh em có bộ cặt phước đây anh em ơi. Đó. Nó bơm hơi thì lật đây. Đấy. Cục này thì hồi bữa em test làm sao ta giờ quên mất tiêu rồi. Nó có cục căng như nè, đó. Là em chỉ tiếp hơi thôi anh em. Chứ thiệt sự là nó phải như thế này. Em tiếp hơi anh em nha. Đó nó như thế này á, nó có cái lỗ nó mới đút ghê được nha, em không biết xài. Thiệt sự là em không biết xài. Đây. Chỉ dặn vô như thế này. Rồi bóp càng cục. Bơm được tay thôi anh em. Rồi, quốc xuống em. Bơm tay nè anh em ơi. À nó lên nè. Đột lỗ. Bỏ ra hả? Rồi. Xả. Đó, xả ra anh em ơi. Đấy.
Mấy là sao ta? Ngày hôm qua em đột cái lưỡi cưa đó, đột dính nó luôn. Đó. Này là hình như là mình chưa có canh. Đó. Nói chung là em chỉ tiếp là nó bơm hơi lên được thôi anh em ơi. Đó. Đây. Đột ra một lỗ tròn nè và có nguyên bộ khuôn nó từ nhỏ đến lớn nè anh em ơi. Đó. Bộ khuôn nó từ nhỏ đến lớn. Ba cái này bỏ vô chung một cái. Đó, một khuôn. Không cái này làm được. Bộ khuôn nó đây nè, đó. Hai cái. Hai khuôn. Đấy. Đây là hai cái khuôn từ nhỏ tới lớn anh em ơi. Đây là ba cái cục canh. Đây là bộ nhỏ nhất nè, đấy, bộ nhỏ nhất. Đây là bộ nhỏ nhất anh em nha. Nó còn đủ bộ hết á. Bộ này cũng cắt hút luôn. 2 3 4 5 6 7. 7 bộ khuôn. Đó, bơm thủy lực lên nè anh em, đó. Nó rút lại, rút xuống. Cái này rút xuống nè. Thôi. Khi mà nó không có tải thì nó sẽ xuống rất là nhiều. Đấy. Đấy. Thó tái ra nè, cứng nè. Ống hơi căng nè. Đó. Rồi xả nè anh em nha. Trở lên, ok. Rồi hoạt động nghiêm chỉnh. Con này hơi mớp mớp anh em nha. Rồi, khuôn bộ đầy đủ luôn. Bộ khuôn lớn nhất. Bộ khuôn lớn nhất anh em nha, này, bộ khuôn lớn nhất. Thì nó là 70. Bộ khuôn lớn nhất là 8 ly anh em nha. Này. Đó, 8 cm. Bộ khuôn lớn nhất. Này, này. Bộ này nhỏ nhất. 2 cm, bộ nhỏ nhất 2 cm, bộ lớn nhất 8 cm. À, nó còn mới tinh rồi. Rồi, đọc lại. Rồi, 604. 604. Thùng này 2 triệu anh em nha. Đó. 604 2 triệu luôn. Hai size nha. Sao? Đúng chưa? Đúng màu, đúng kích cỡ chưa? Đúng màu, đúng kích cỡ thì bỏ vô đen quay cho. Rồi anh em. Đúng không, kích cỡ đây là GD100 Hàn Quốc anh em. Đây đây. Đấy, coi thử đúng kích cỡ cho ta. Rồi đúng rồi đó. Có nhiều quay nhiều đây anh em, từ từ để. Đấy, GD. Đây nó đấy là mắt 7350N. Đây anh em nha, đó. Đây là cái thắng của nó nhưng mà anh em đó, dặn cái này nè. Dặn cái này xuống là nó sẽ thắng lại anh em nha, dặn đây là dặn thắng nè. Đó, canh thắng. Đây là canh thắng. Đấy, canh thắng ra anh em nha. Đấy. Còn bánh này là bánh GD 100. Đấy. Bánh GD 100 của Hàn Quốc. To lắm anh em ơi. Từ cái thước nào nè. Cái thước kia đâu rồi? Thước em. Cái này nó là 97 này nha, 97. Đó, 97 chiều ngang của nó cũng là 97 luôn. Đó. Nó hình vuông anh em. Đây 97. Chính xác rồi đó, đợt này làm chính xác rồi đó. Đấy, có cái bánh này thì nó hơi sần sần xù xùi nè anh em, đó. 97 chính xác rồi nha. Đây chính xác rồi. Rồi, một bộ GD Master 100. Đấy, GD 100 anh em nha, GD 100. Thì một bộ như thế này. Đấy, em bán là 300k là bao ship anh em nha, nặng lắm anh em ơi. Đấy, bánh nó to này, tổng chiều cao của nó thì tính tới đây thôi nè, còn đây là cái thắng mà em không tính nha. Đó, cái thắng em không tính. Này là cũng là 97 luôn nè. 97 luôn nha, từ đây lên tới đây 97 luôn. Đấy, bánh thì cái vành bánh thì nó là 3 cm. Cái vành bánh 3 cm, còn cái này thì 65 70 anh em ạ. Gần 70 á. 7 cm từ đây qua đây. Rồi ok đó, giờ đơn 100, nó là như vậy anh em nha. Mã 6. 606. 605.
Rồi 605 cho anh em nha, lộn 605. 605 thì nó là 300k anh em nha, 605 300. Rồi đây 100 bao xíu anh em nha. Rồi. Anh mà đo chọc nữa này. Cái này chọc rồi nè. Cái này chọc rồi, cái này khác này. Cái này là Ford Master. Vừa đó là đúng à. Đúng 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 đúng. Cái này là 9 gần 92. Đúng rồi, chính xác anh em nha, 97 97 đâu. 97 trong phải 95 đâu. 97. 97. Chín bảy anh em nha, đó, 97. Rồi, chính xác. Đó, bộ này chính xác nè. Này của này GD 100. Này GD 100. Bánh này hơi xấu xấu, cái này miếng GD 100 luôn em nha. Đó, GD 100. Bộ này cũng là GD 100 luôn, đó. Rồi, bộ GD 100 luôn này thì nó cũng bánh bánh xe nó có cái này hơi xấu xấu nè. Cái này hơi xấu xấu nè. Rồi. 606. Rồi 280k anh em nha, 606 208 luôn. Đó, 280k bao ship cho anh em ha. 606 208 luôn. Đó chưa? Đúng chưa? Mấy bánh nó mai làm lại, nó quay hai lô thôi, còn mấy bánh kia mai để cho mấy đứa nó soạn lại anh em nha. Rồi, em có con máy cắt sắt đây. Đó, thì nó hàng Đài Loan đã 305. Nhìn ngoại hình nó cũng hơi xấu xấu anh em nha, nó bị con này nó bị kẹt công tắc lại, kẹt thang nè. Đấy. Đó, rồi bán dây chai cho anh em luôn. Rồi cắm điện nha. Đấy, nó bị kẹt thang anh em, cắm điện cho em vỗ cái lại chạy à. Mấy con này thì anh em về dọn nha. Em mấy con này làm biến dọn lắm em, giá trị nó không có được cao á. Đấy. Đây nè, đấy. Rồi 450k một con máy sắt cắt bàn bao ship cho anh em nha. Đấy. Đây tô. Không phải gãy. Đây là đồ kẹp nhanh, biết không? Cái đồ kẹp nhanh nó kêu tôi gãy. Đây nè. Đấy. Rút ra không được nè nó nha. Đấy. Rồi, cái này thì đá 305 anh em nha, nó bị kẹt thang. Cái này em bán dây chai, bán sát anh em nha, 450k bao ship cho anh em nha. Đó. 607 anh em nào dọn được thì lấy nó về dọn anh em ha. Nó chạy thì nó như trên video rồi đó. Gắm điện vỗ phát nó mới chạy. Này tay này đây anh em, đó. Từ từ em quay làm một vòng nha. Nhìn nó cũ cũ 66 thôi anh em nha, đó. Nặng 15 16 kg ấy. Rồi. Con này 4607. 450k luôn. Rồi ok. Đây gì con. Rồi. 608. Tiếp tục. Con này TSB 15. Con này là TSB 15 anh em nha, chứ không phải là SB 15 FB, SB 15 FB nó mắc lắm. Rồi, bóp đi. Rồi. Hơi có lưỡi tí xíu, lưỡi con này lưỡi 380, 1330W. Rồi ok luôn. Đấy, đây lưỡi hợp kim của nó đây anh em. Đây, cái lưỡi này mẻ một hai cái nè. Nó cũng không được đẹp lắm đâu. Đấy. TSB 15. Rồi. Cái phần xoay anh em về vệ sinh làm lại nha. Đó, máy thì chạy thì có thắng thiết đầy đủ rồi. Gặp lên gặp xuống. Ok. Ok luôn. Đấy. Rồi cái lưỡi này anh em xài tạm ổn ok nha. Nó bị chế bị ngay chỗ kia thôi. Đấy. Gãy răng ở đây. Đấy, hai răng. Xài tạm thôi. Đấy. Rồi, riêng con này xây Hitachi TSB 15. Rồi, 1.400.000. Bao ship về đến nhà cho anh em ha, một con máy cắt nhôm và cắt gỗ. Anh em thích cắt cái gì anh em cắt nha. Đó, 608 1.4 triệu. 608 để xuống xíu nha em. 608 1.400.000. Đấy, rồi ok. Rồi. Rồi 609. Con này sơi 15F. 609. Sơi 15F này nha, sơi 15F chứ không phải là sơi 15F bơi nó khác nữa. Đó. Bóp em. Rồi.
cũng chỉ có một tia lửa thôi anh em ha. Đấy, thì con này nó ok hơn con kia. Anh em giờ vệ sinh lại cái phần xoay của nó nha. Phần xoay của con nào xoay được đâu. Đấy. Tháo hết ra, vệ sinh nó lại. Còn cái lưỡi đây, đó, cái lưỡi này cũng hơi cùng rồi anh em ạ. Con này lưỡi nó cũng cùng luôn rồi. Lưỡi mẻ rồi anh em. Đấy. Rồi, ok luôn. Sơi 15, đấy. Con kia tơi SB 15. Rồi hai con vệ sinh như nhau, giá cũng là 1.400k luôn anh em. Đó. 609 1.400k đi luôn. Rồi con này 610. Rồi con này cắm vô rì điếc rồi này nha. Đó. Đó. Ê, thôi, rồi một bình hơi nặng 23 kg. Bán sát 1 triệu luôn em nha, bao ship nha. Đó, gắm điện vô nó ê thôi. Đó, nó không con này là con Ribi. Đấy, Ribi cái vỏ nhựa nó cũng tét tét rồi anh em nha. Nó cái vỏ nhựa nè. Nó tét rồi. Vỏ nhựa nó hơi xấu mà motor gắm vô nó ê thôi. Đấy, motor ở trong này. Đây Ribi. Tem của nó đây 1250W AC 100. Rồi. Đấy, rồi. Tét tét ở đây. Nói chung là dàn nhựa nó hơi tét. Còn bộ phận này thì ok nè. Đấy, bán sát 1 triệu anh em về tháo ra dọn lại anh em nha. Gắm điện vô nó kêu ê thôi. 610. 1 triệu luôn. Rồi, mở xuống. Rồi, con này gắm điện dài không? Rồi, điếc anh em nha. Ấy da. Vậy nè. Cái đây, từ từ. Rồi em cầm lên em test đi. Rồi con đánh bột này. Đấy, Ryobi. Cần hơi méo méo anh em chút xíu này nha. Cần này hơi méo méo đây, anh em dễ ép làm nó lại. Rồi Ryobi chạy ok luôn. Mã 611. Rồi con này tính cho anh em là 220k đi. 611 220 luôn. Rồi. Con đầm vui 62. Chạy không? Rồi 62, con nó con tấu dây rồi đem. 612, con cuối cùng đi. Thì con này đầm vừa 1 mét anh em nha, chạy ok luôn nè, đó. Đầm vừa 1 mét. Rồi con này tính anh em là 208 đi. Đó, ok anh em nha, 612. Rồi kết thúc chương trình chiều hôm nay. Đấy. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em nha. Chiều nay lên 50 mã. Đấy. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.